Xin kính chào tất cả anh em quay trở lại kênh của Việt Vinh Audio. Và trong clip sáng ngày 3 tháng 1 năm 2023, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly nó có thể đánh vào những cặp loa Bookshelf, những cặp loa của hãng BW và những cặp loa Âu cực kỳ hay. Đó chính là chiếc âm ly NAT, một thương hiệu đến từ Anh Quốc. Và chiếc âm ly này có model là C350. Model C350 này thì nó được sản xuất vào những năm 2000-2001. Và dòng âm ly NAT C350 này thì nó có thể đánh vào những cặp loa mà có trở kháng từ 4 ohm đến 16 ohm. Trở kháng đánh loa 8 ohm của nó là 60W một kênh. Và nguồn điện của nó chạy là nguồn điện 230V. Và chiếc âm ly C350 này thì tí Việt Vinh sẽ mở cho anh em xem qua cái phần nội thất của chiếc âm ly này. Phần nội thất của nó rất là gấu. Như Việt Vinh nói lúc đầu rồi, nó có thể đánh vào những cặp loa Âu, những cặp loa BW rất là hay. Anh em nào có những cặp loa BW thì nên lưu ý chiếc âm ly này. Đây là chiếc âm ly mà được hãng NAT sản xuất ra để phục vụ những tín đồ âm thanh yêu chất âm high-end, nhưng mà giá thành cần phải vừa phải. Và đây chính là thương hiệu mà nó đáp ứng về giá thành và về chất âm, thì đây chính là sự lựa chọn. Như tất cả chúng ta đang nhìn đến trước màn hình thì đây chính là logo của hãng NAT và đây là model. Ở phía trước mặt này thì là các cổng tín hiệu đầu vào. Ví dụ hiện tại Việt Minh đang bật cổng CD, video thì là mất, cổng AUX thì là mất, tuner là mất, CD thì nó lại kêu, đúng không ạ? Và dòng âm ly NAT thì đây là chế độ soft clipping, đây là chế độ độc quyền của hãng NAT. Ở phía sau nó có cần gạt, đây là cái cần gạt soft clipping đây anh em này. Đấy. Đấy. Còn đây là nút chỉnh bass, chép, tone. Nếu mà chúng ta ấn vào thì chúng ta sẽ không chỉnh được bass chép, chúng ta nhả ra chúng ta sẽ chỉnh được bass chép. Và đây là ba lăng và đây là volume. Đấy. Một chiếc âm ly rất là tuyệt vời, có một trận âm rất là hay. Còn đây là cái phần nội thất của chiếc đi NAT của model là C350 mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng xem. Anh em có thể nhìn cái phần sassi này rất là mới. Mình sẽ quay rất là kỹ cho anh em xem. Anh em có thể nhìn những cái chiết áp này của nó vẫn còn nguyên. Đấy, vẫn là chiết áp zin của nó, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, nó có mã số trên chiết áp. Những chiếc xỏ kích. Mỗi một cổng tín hiệu vào thì đều có dây bảo vệ cổng tín hiệu. Đấy, anh em nhìn đấy. Ví dụ như là cổng tín hiệu AUX hay là tuner hay là CD thì đều có dây bảo vệ. C350. Đây là cái phần main của nó. Đây là chiếc đáp volume. Và tầng công suất của chiếc đi này thì nó chạy 4 chiếc sò than 2 vít hiệu Saken và mã số của nó là 2SC3264 và 2SA1295. Đấy, tất cả còn nguyên bạc, nguyên zin. Còn đây là nguồn của NAT C350. Và đây là tụ. Tụ của hãng anh em nhé. Đấy, tụ của hãng NAT. Rất là đẹp đúng không anh em? Đấy, phần nội thất của nó này rất là đẹp. Anh em nào có những cặp loa Âu, có những cặp loa BW đánh vào chiếc âm ly này cực kỳ hay. Thank you.
Còn đây là cái phần phía sau của chiếc Linat của model là C350 mà Việt Minh đang giới thiệu đến anh em. Nguồn điện của nó chạy là nguồn điện 230V, nguồn điện của châu Âu. Và chiếc Linat C350 này thì được lắp ráp tại China. Dòng Linat thì anh em biết rồi, nó lắp ráp tại một số nước Đài Loan, China, Malaysia. Ngoại trừ một số dòng ví dụ như là những chiếc Linat sản xuất đời đầu, ví dụ như những dòng 2030 thì nó được lắp ráp tại Anh Quốc. Còn lại hầu như đến 90% thì nó được lắp ráp tại Đài Loan, China, Indonesia. Còn lại những linh kiện đều là linh kiện của Anh Quốc. Nó chỉ lắp ráp tại đất nước thứ 2, thứ 3 thôi anh em ạ. Còn đâu linh kiện là linh kiện của hãng. Đấy, ví dụ như là tụ này, anh em có thể nhìn tụ này là tụ của NAT. Đấy, nguồn là nguồn của NAT. Ví dụ như vậy, nó chỉ lắp ráp tại Trung Quốc thôi. Còn tất cả linh kiện đều là của Anh Quốc. Khi mà họ lắp ráp tại Trung Quốc thì nó sẽ giảm giá thành của chiếc Omni này cho anh em. Còn nếu mà lắp ráp tại chính hãng thì giá thành của nó rất là cao. Và khi lắp ráp tại Trung Quốc thì anh em biết rồi, nó không ảnh hưởng gì đến chất âm cả. Anh em có thể biết rằng những bộ dàn high-end bây giờ, những chiếc âm ly hay là những cục bao hay là những cặp loa giá trị hàng trăm triệu, vài trăm triệu, có khi đến một tỷ đều là lắp ráp tại Trung Quốc. Nó dạng như những chiếc iPhone mà chúng ta đang sử dụng. iPhone là của Mỹ nhưng mà hầu như đến 90% hiện tại chúng ta đang dùng những chiếc iPhone đấy đều là những chiếc iPhone được lắp ráp tại Trung Quốc. Nó dạng như vậy thôi. Đây là các cổng tín hiệu đầu vào. Và mỗi cổng tín hiệu thì đều có rơ le bảo vệ. Và chiếc Omni này nó có thể làm dề hoặc làm pao. Đây là đường dề ao và làm pao. Còn đây là cầu loa. Cặp loa này thì nó có thể đánh loa từ trở kháng từ 4 ohm đến 16 ohm. Một chiếc Omni rất là chất đấy anh em ạ. Nó đánh vào những cặp loa BW hay lắm. Omni NAT là một dòng Omni high-end bình dân. Anh em nhớ một điều như vậy. Họ sản xuất chiếc mic này là để phục vụ những tín đồ âm thanh có điều kiện kinh tế vừa phải nhưng mà đòi hỏi chất âm phải sạch sẽ, phải chi tiết. Đây là một thương hiệu âm ly mà nó đáp ứng mọi tiêu chí về giá thành và về chất âm với một mức giá bình dân nhưng mà bù lại thì có một chất âm rất là hay, rất là tốt, không kém gì những chiếc âm ly đắt tiền. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về chiếc âm ly NAT, một thương hiệu đến từ Anh Quốc, của model là C350. Và chiếc Omni NAT này Việt Vinh bán với giá là 6.500.000 đồng. Một chiếc Omni đánh vào những cặp loa Âu cực kỳ hay. Và anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tạm biệt tất cả anh em.